Diệu Nhi lần đầu trổ tài nữ công gia chánh khi làm dâu Hà Nội, nhưng nó lạ lắm. Đây là năm đầu tiên Diệu Nhi đón Tết tại Hà Nội cùng với anh Tú. Trải qua vài tháng kết hôn, cuộc sống của Diệu Nhi và anh Tú đã có nhiều sự thay đổi. Cả hai trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội tới đông đảo khán giả. Trước đó vào ngày 29 Tết, Diệu Nhi đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị đón Tết đầu tiên tại nhà chồng. Mới đây trên trang cá nhân, anh Tú đã hào hứng khoe khoảnh khắc Diệu Nhi vào bếp để trổ tài nữ công gia chánh trong năm đầu tiên nữ diễn viên làm dâu Hà Nội. Tuy nhiên ngay sau đó cô nàng đã ngầm bóc mẻ sự thật khiến cư dân mạng được phen cười ngã nghiêng. Cụ thể trước đó anh Tú không giấu khỏi sự hạnh phúc khi thấy bà xã chủ động vào bếp. Anh vui vẻ cho biết, Tết đầu vào bếp, ngay sau đó Diệu Nhi nhanh chóng gỡ gạt lại câu nói của chồng, tới giờ vẫn có người nghĩ mình vô bếp là để nấu ăn. Khờ khạo thế nhở. Dễ dàng nhận thấy thực tế người đẹp vào bếp chỉ để ăn uống thay vì trổ tài nữ công gia chánh như suy nghĩ của anh Tú. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ thích thú trước khoảnh khắc Diệu Nhi và anh Tú vào bếp, vừa thấy ảnh của ổng ở trên. Tưởng mình là gà ai dè lại là thóc đâu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rầu gì thì nóc nhà vẫn hơn, thấy ổng đăng hình là nghi lắm. Chưa trải sự đời, năm mới vui vẻ nha bà chị.